vừa quá, lên Mường Lát. Đây là đoạn là Mường Lát Nam Tiến. Đây, đây là hết Quan Hóa chưa? Chưa chú ạ. Đây đang Nam Tiến. À, xã Nam Tiến hả? Vâng. Ở trên này là chú mới lên hay đi kiểm tra cái giải phóng mặt bằng, mới đi làm cái cầu Tà Phán với cầu xung quanh ấy. Vâng. Hai cầu đấy một cái mố cao lắm. Cầu Tà Phán á? Vâng đúng ạ. Tà Phán với xung quanh. Cầu đấy làm trên đỉnh đồi. Đỉnh đồi làm kinh khủng, làm từ cái mố lên. Vâng. Cái mố khoảng mấy chục mét, cái móng mấy chục mét. Cái mố cầu. Mưa quá nhà. Quay chơi tí thôi. Chào.